Một con. Mới có 4 phút ở nhà anh ơi. 4 phút một con nha. Nói rồi nha, em 10 phút hai con nha. Em nói em không biết gì tức là em hay không nha, 10 phút hai con. Còn nhỏ gì chứ. Còn nhỏ hay. Vừa rồi. Rồi, vô vớt. Một em. Em cá không có chày nữa. Chào tất cả các bạn nhé. Và hôm qua thì mình có đi câu cá rô và mình có chia sẻ cho các bạn về bài mồi câu rô phi đánh khá là ổn áp, thì được các bạn phản ánh khá là nhiều. Nói chung là các bạn chê bai mình về cái xét đồ mình đánh khá là to, thì mình cũng cũng chỉ là chia sẻ thôi chứ không phải là mình chỉ cho các bạn hay là mình bày cho các bạn, nên là các bạn cứ góp ý thoải mái thôi, không vấn đề gì cả. Còn hôm nay thì mình tiếp tục đi câu rô các bạn ạ. Không biết các bạn có chửi mình hay không, nhưng mà mình vẫn chia sẻ các bạn một bài mồi đánh vào thời tiết nắng nóng 30-40 độ C nha các bạn. Hồ câu thì mình chọn là hồ khác các bạn ạ. Đây là hồ Danh Hoàng ở nông trường Cửa Đỏ. Hồ này cũng bồi cá rô, cá trôi, cá trắm, cá chép theo định kỳ 1 tuần 1 lần. Thì hồ này cũng khá là xa với nhà mình đấy các bạn ạ. Chạy qua đây mất khoảng 45 phút. Thì bây giờ mình đã đến hồ rồi, bây giờ là giữa trưa luôn các bạn ạ, tầm tầm 40 độ C gì đấy các bạn ạ, rất là nắng và rất là bức luôn các bạn ạ. Thì mình nói thêm một xíu về cái xét đồ hôm bữa mình sử dụng dòng trục 326 rẻ tiền và thẻo dù PE AX và lưới Shimago không ngạnh số 3 các bạn ạ. Thì cái dòng thẻo dù PE này nó cũng nhỏ thôi các bạn ạ, không phải như các bạn nghĩ là nó to đùng đâu. Thực ra thì mình đi đánh đen, đánh săn hàng, đánh đen hoặc là đánh cá mè thì mình cũng chỉ sử dụng đến dòng số 2 là hết cỡ thôi. Nhưng mà hôm đấy mình đánh nó đứt hết thẻo các bạn ạ, nó đứt hết thẻo. Nên là mình mới chuyển sang đánh cái dòng PE 2.0 cho nó chắc. Với lại là hôm đấy mình đánh cái con cần Nhất Long F2. Con cần đấy rất là cứng. Nó phân bố lực 19 nên là cái lực mình giật nó mạnh, nên là lúc đầu mình đánh đồ nhỏ nó đứt hết các bạn ạ. Lúc đầu thì mình đánh trục Mỹ Nhân Ngư 2.5 thẻo PE cũng dòng đấy luôn 1.0, nhưng mà đứt hết các bạn ạ, nên mình mới chuyển sang đánh cái đồ to hơn, đó là trục 326 4.0 và thẻo dù PE AX 2.0 đấy. Các bạn bảo mình đánh đồ to kiểu không không phải đâu các bạn ạ. Cái lúc mà mình đánh đấy là cá nó cuốn các bạn ạ. Lúc đấy mình có đánh dây to hơn nữa nó vẫn ăn bình thường mà các bạn. Chứ không phải là cứ đánh đồ nhỏ mới đánh được cá rô đâu các bạn. Không phải đâu. Tùy hôm, tùy những lúc mà cá nó ăn mạnh hay ăn nhát. Nó ăn nhát thì mình mới xuống đồ nhỏ, chứ đây nó ăn rầm rầm như thế mà. Nên mình lúc đấy mình đánh cái đồ như thế nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Còn đây là bài mồi câu thì các bạn có thể xem chậm lại một xíu để các bạn tham khảo nha. Bài mồi này đánh vào thời tiết nắng rất là hiệu quả các bạn nha. Tiếp tục dính cá bạn nhé. Lúc nãy có một cảnh sấp đôi nhưng mà mình không có quay phim cho các bạn xem được. Phê thật, thời tiết thì nắng. Rô hồ này cũng không thua kém gì cái hồ hôm bữa mình câu nhá. Một cái điều đặc biệt là thời tiết hôm nay cực kỳ nắng nha các bạn nhé. Nắng thành ra là anh em cần thủ là trốn hết. Không ai đến câu. Để chắc mình lục cá các bạn ạ. Rồi. Hột bạc rồi. Thank you.
Nói chung là các bạn đánh đồ to đồ nhỏ thì cũng tùy thuộc vào cái độ cứng của cần nữa. Mình đánh chủ yếu là đều đều là cho những dòng cần phân bố lực 19 và có độ cứng là 5,5H và 6H. Chứ mình chưa bao giờ mình sử dụng con cần nào có độ cứng là 5H hoặc 4H cả. Thì cái cần nó càng mềm thì mình sẽ đánh được đồ càng nhỏ thôi, chứ còn đây là mình toàn đánh đồ cứng thôi. Cần mình sử dụng toàn hầu như là cần 4 mét rưỡi, 5 mét tư không các bạn ạ. Như con cần này mình đang sử dụng là con Bạch Kinh Thiên 6H. Mình đang đánh size 4 mét rưỡi các bạn ạ. Đấy thì cũng tùy vào sở thích thôi các bạn ạ. Chứ mình mà cần mà mềm mềm là mình không có búng mồi ra được. Cái tay mình khỏe lắm các bạn ạ. Nói thật là mình đánh sân hàng quen rồi. Nên cái lực mình búng ra mạnh lắm các bạn ạ. Các bạn cứ nghe tiếng rít đấy là biết thôi. Mình chả vào giật được phát nào mà kiểu nó nhẹ nhẹ, nó tình cảm đâu. Giật phát nào là ra phát đấy luôn. Nên là mình mà đánh đồ mà ví dụ như trục 2, 3 chấm hoặc là thẻo 1 chấm là nổ bình thường. Nổ tróc tróc cả ngày luôn các bạn ạ. Nên là mình khi mà cá đang quấn và ăn mạnh thì mình sẽ chuyển sang đánh thẻo to các bạn nhé. Thẻo 2.0 các kiểu đấy. Mình làm video cũng làm cho hay thế thôi. Nhưng mà không phải là bày chỉ gì đấy. Chủ yếu là chia sẻ là chính thôi các bạn ạ. Các bạn cứ thắc mắc cái gì hay thấy cái gì không phải, các bạn cứ vào góp ý thoải mái thôi, không sao đâu. Đấy, mình chỉ hơi buồn một xíu thôi. Ngày mai thì mình sẽ đi câu rô tiếp, mình sẽ làm tỉ mỉ hơn một xíu. Mình cứ chia sẻ thế thôi. Bạn nào mà cảm thấy nó phù hợp với các bạn thì các bạn cứ cứ làm theo, mà cảm thấy nó không phù hợp thì thôi. Chứ còn cá rô cũng khó câu lắm các bạn, không phải đơn giản đâu. Về cái mồi bả của nó thì cực kỳ cầu kỳ luôn, khó lắm. Các bạn đừng có thấy mình câu nhiều như thế này rồi các bạn tự tin vào câu hết cá các bạn ạ. 10 cần thủ đến đây là móm cả 10 đấy. Mình không nói điêu đâu. Các bạn không tin cứ lên Facebook mình mà xem. Mình báo cá suốt ngày thôi. Đấy, cá mình báo đầy. Không thua kém không cần thủ nào. Nhưng mà đi câu được một con cá là cả một cái nghệ thuật đấy các bạn ạ. Chứ không phải đơn giản như các bạn, bạn nghĩ đâu. Nếu mà dễ như thế thì chắc chắn là bây giờ anh em cần thủ mình là giàu hết rồi các bạn ạ. Thì ra là thêm lắm rồi. Thằng mà sách viên cũng cần quái mà cất máy đi em xuống rính hơn đấy. Thôi gửi cho em nha. Ừ. Bảo cá nhá anh em nhá. Một cá bị trưa này. Dứt 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 điểm luôn, dứt điểm luôn. Cái này là thô là có thật. Đấy mấy con này nó phải nắm nhất. Chạy đi vô trong, đi vô trong. Đi vô trong đi. Vô trong đi mặc áo này. Trời ơi. Có đấy. Đấy các bạn nhá. Đây các bạn nhá, cá rô đây nhá. Uy tín chưa? Mỗi câu trong chất nhá, không anh quay. Uy tín nhá các bạn nhá. Đang quay. Mỗi câu trong chất nhá. Mỗi câu trong chất, mỗi câu. Mỗi câu sát thủ. Rô này con 5 cân. Tình coi, tình con coi. À, em